27. Con người là bản sao của vũ trụ toàn vẹn và họ là vũ trụ toàn vẹn trong chính mình khi họ đưa chính mình vào toàn thể. Nếu họ buông bỏ mọi suy nghĩ giáo điều, họ sẽ thoát khỏi mê tín, họ sẽ trở nên hoàn toàn không giới hạn. Ngay lúc chúng ta không giới hạn chính mình, thì điều đó được thể hiện trong ánh sáng phát ra từ mọi tế bào của cơ thể, ánh sáng trong cách thức tương tự tỏa sáng từ mọi tế bào của vũ trụ. Nguồn ánh sáng và năng lượng này tiếp sinh lực và lấp đầy khoảng không vũ trụ. Vũ trụ là một toàn thể mà con người là một thành phần. Dành cho các hành giả. 1. Nhất thể tính của vạn vật cho thấy tất cả hình thể hiển nhiên chứa đựng trong toàn thể và các phần không tách biệt của toàn thể, quyền lực vô hạn và sức mạnh di chuyển trong không gian vô hạn cũng di chuyển trong chúng ta, và sự thành tựu của chúng ta trong cuộc sống được xác định bởi trình độ mà chúng ta nhận thức và hành động hài hòa với những sức mạnh này. 2. Con người chỉ tự cô lập chính mình do vô tri và do duy trì ý niệm về sự tách biệt. Không có gì trong thái độ của Thượng Đế sẽ tách biệt con người hay bỏ họ trong sự tối tăm và yếu đuối. Thượng Đế luôn muốn lấp đầy con người, và thay vì loại bỏ họ khỏi những ân phước vốn là quyền lợi của họ, thì Thượng Đế luôn tìm cách thể hiện qua con người. Con người không cần làm gì khác ngoài việc loại bỏ những trở ngại ngăn cản mục đích thần thánh. 3. Cuộc sống của cơ thể là tinh thần tạo ra nó, và do vô minh cơ thể hoàn toàn bị thống trị bởi những ý niệm sai lầm về sự sống và mất khả năng duy trì thực sự của nó. Vì thế không còn hoạt động được nữa, điều này được gọi là cái chết. Con người tâm linh, con người mà Thượng Đế đã tạo ra, sống vĩnh hằng như Thượng Đế. Các ý nghĩ của bạn vẫn tiếp tục khi cái hình thể dùng để thể hiện chúng bị phá hủy. Và ý niệm của Thượng Đế về con người vẫn tiếp tục khi nó tách lìa cả phương tiện được tạo ra để biểu hiện nó. 4. Vô minh là kẻ thù duy nhất của con người. Hiểu biết về sự thật dẫn đến sự hòa hợp với các lực lượng của không gian vô biên. Tất cả lực lượng này đều thân thiện và xây dựng vì lợi ích của con người. Vì thế, tất cả những gì tồn tại trong vũ trụ đều vận hành theo bản chất của con người. Và con người là phương tiện mà trong nó và qua nó sức mạnh và khả năng vô hạn được hiện lộ. 5. Không kẻ nào có thể tìm kiếm hạnh phúc và hòa hợp bao lâu mà họ còn mong muốn vạn vật làm cho họ điều mà họ có thể tự làm cho chính mình. Không ai có thể cho chúng ta điều chúng ta đã sở hữu, và không thể đánh thức trong chúng ta điều chúng ta từ chối thể hiện. Không phải thế giới hay con người trong thế giới có thể cho chúng ta cái chúng ta cần. Nếu chúng ta đảo ngược quy trình hy vọng thế giới và con người trao tặng cho chúng ta những gì chúng ta cần để cho chúng ta có thể sống hạnh phúc và hòa hợp, và rồi đạt được tình thiêng liêng của chúng ta, thì chúng ta sẽ không nhận được gì ngoài sự thất vọng. 6. Vô minh đã làm cho con người quên đi tình thiêng liêng của họ, và chính vô minh giam giữ con người trong sự bỏ buộc, trong khi thực tế không hề có sự bỏ buộc nào. 7. Giáo thuyết vĩ đại nhất của Thượng Đế là tình yêu, vì tình yêu không chỉ thể hiện các quy luật mà còn là giải pháp cho tất cả mọi vấn đề nảy sinh trong cuộc sống. Tình yêu là quy luật của vũ trụ, và khi nó trở thành đam mê thì họ hòa hợp với tất cả
các năng lực của không gian vô hạn. Kẻ ở trong tình yêu thì ở trong Thượng Đế. Nhờ hiệp nhất với vô hạn, bạn trở nên một với mọi biểu hiện của vô hạn. Điều này không có nghĩa là bạn nên yêu những bất toàn trong thế giới, nơi người lân cận hay trong chính bạn. Loại bỏ những điều này ra khỏi nhận thức và hợp nhất bạn với cái thiêng liêng là mặt sau của bức màn, mà trong nó bạn không thể thấy hay nhận biết Thượng Đế. Khi vô minh bị loại khỏi nhận thức, chúng ta sẽ thấy và biểu hiện ánh sáng. 8. Tự động tuân theo quy luật cao nhất sẽ tự động bao gồm tuân hành tất cả các quy luật khác. Quy luật của vũ trụ là tình yêu, và nếu một người di chuyển trong tình yêu, thống nhất nhận thức và làm một với Thượng Đế, thì người đó sẽ không làm điều gì vi phạm các luật lệ ở cấp độ thấp hơn. Người đó sẽ di chuyển trong sự tự do vô hạn và không hề bị bỏ buộc bởi các quy luật biểu hiện ở cấp độ thấp hơn. 10. Bản ngã. 1. Khi Chúa Jesus dạy, trừ phi trở thành một đứa trẻ, người sẽ không đủ trí thông minh để lên thiên đàng. Ngài đưa ra một trong những chân lý thâm thúy nhất: trẻ con chưa từng bị thôi miên bởi cả ý tưởng hạn chế của trần gian và sống tự nhiên trong sự hài hòa với nguồn gốc của nó. Đó là lý do tại sao hầu hết những người trưởng thành thích sống gần trẻ con. Chúng thể hiện sự hài hòa tự nhiên của vũ trụ. Và đó là môi trường tự nhiên của con người. Nếu chúng ta buông bỏ tất cả những ý tưởng liên kết chúng ta với thế giới, chúng ta sẽ tìm thấy chính mình trong sự xác định đó, xuất phát từ sự vận hành của vũ trụ, và chúng ta sẽ thực hiện tất cả những công việc vốn luôn tìm cách biểu lộ qua bản tính của chúng ta. Bất cứ ở đâu ngươi tìm ra chính bản thân ngươi, hãy bỏ lại chính bản thân đó. Kinh văn Hindu cổ xưa đã viết như thế, và điều đó vẫn còn là giáo lý chủ yếu của các chân sư. Chỉ khi những thói quen trái ngược nhau bị đào thải ra khỏi bản tính nguyên thủy của con người, thì anh ta mới hy vọng sống được một cuộc sống vốn là cuộc sống duy nhất. Hầu hết các nỗ lực của chúng ta trong cuộc sống này hoàn toàn trái ngược với mục đích và khuynh hướng tự nhiên cuộc đời sống, đến nỗi nó chỉ dẫn đến sự tan biến của thân xác. Có một cách mà hình như đúng với con người, nhưng kết cục của nó là cái chết. Chúa Jesus đã nói như thế. 2. Hãy biết rằng không có gì thật sự giới hạn con người và giữ anh ta trong một tình huống không chắc chắn và không hiệu quả ngoài trừ suy nghĩ của anh ta. Khi những suy nghĩ này bị xóa bỏ, anh ta có thể dễ dàng bước vào cuộc sống của vũ trụ, và rồi cuộc sống của anh ta bắt đầu là bằng chứng cho những khả năng tự nhiên của nó. Tất cả những suy nghĩ mà đi vào ý thức của con người từ thế giới là một sự phản chiếu những ấn tượng mà con người nhận được. Nhưng con người không phải là gương phản xạ. Con người là sự phóng chiếu cái thiêng liêng, và chỉ khi con người cho phép cái thúc đẩy thâm sâu nhất của bản tính thể hiện, thì anh ta mới ở trong cuộc sống như thực. 3. Mục đích thiêng liêng của quy luật sống là hoàn hảo và thanh lọc bản tính con người cho đến khi nó là một sự thể hiện toàn diện và hoàn hảo của chính nó. Khi được sống bằng cách này, không có sự dè dặt hay kiềm chế bởi sức mạnh ám thị của những suy nghĩ bị xui khiến, bản tính con người tiếp tục được thanh lọc. Điều này đòi hỏi nỗ lực thường xuyên của cá nhân,
cho đến khi toàn thể bản tính của anh ta trở thành một đơn vị thể hiện mục đích duy nhất. Chỉ bằng cách này, con người mới có thể hoàn thành số mệnh và nhận được sự hỗ trợ đầy đủ của các năng lực vũ trụ. Nhiều người tự hỏi tại sao Thượng Đế lại không biểu lộ trong các suy nghĩ riêng của họ và cho họ những gì họ tưởng là họ cần. Thượng Đế cũng không hành động thông qua ý tưởng của con người hơn là quy luật của thiên nhiên hành động thông qua những hạt giống cằn cỗi, ngoài trừ để làm tan rã chúng. Thượng Đế hoặc tinh thần có công việc riêng của mình, thực hiện những ý tưởng và mục đích của mình, và con người phải hài hòa với mục đích mang tính vũ trụ này. Chỉ sau khi anh ta đạt được tình trạng hoàn toàn như trẻ thơ, tức là sống tự nhiên, đời sống tự nhiên hoàn hảo và sinh ra những kết quả hoàn hảo, các ý tưởng của chúng ta thì hoặc là không hoàn hảo hoặc là không tròn vẹn. Chúng không có bản tính hay mục đích có khuynh hướng vũ trụ. Do đó, chúng bị gạt sang một bên để các ảnh hưởng cao hơn trở thành nhân tố quyết định trong toàn thể con người. 4. Quy luật của đời sống hướng đến sự bảo vệ và thúc đẩy cuộc sống. Cuộc sống của một chân sư là thúc đẩy và bảo vệ cuộc sống, vì Ngài sống hài hòa với cuộc sống duy nhất hằng hữu. Nếu ta không điều khiển được cái sẽ phá hủy cuộc sống, ta sẽ bị loại ra khỏi sự sống. Nhưng khi ta thoát khỏi cái phá hủy cuộc sống thì ta mới thực sự sống. Chúa Jesus không kết án những người đã đóng đinh mình mà còn giải thoát họ khỏi cái nghiệp chướng vì vô minh của họ bằng sự tha thứ. 5. Lên án người khác hoặc nỗ lực để đổ lỗi cho người khác chỉ làm cho chúng ta kẹt trong vô minh. Hãy bảo vệ sự sống ở bất cứ nơi đâu mà nó được thể hiện. Hãy bảo vệ cuộc sống riêng của bạn và cuộc sống của những người khác khỏi tất cả mọi xâm nhập ngu muội. Hãy bảo vệ chính bạn và người khác khỏi bất cứ suy nghĩ hay hành động nào không thể hiện đời sống một cách hài hòa, phong phú hơn. Hãy thường xuyên thanh lọc cuộc sống của bạn bằng cách bảo vệ cuộc sống chung quanh bạn. Bảo vệ người khác không chỉ là bảo vệ họ khỏi bạo lực thể xác, mà còn bảo vệ họ khỏi sự ngu muội của chính họ và của người khác. Hãy giải thoát chính mình và người khác khỏi sự thôi miên của tư tưởng và xem chính mình và người khác như những người con tự do của đấng tối cao. Chỉ bằng cách này, con người mới thực sự sống, và thực sự sống là làm chủ chính mình. Nếu có ai làm bạn tổn thương, hãy giải thoát anh ta trong tâm trí và ngăn không để người khác phê bình hay kết án anh ta. Hãy để anh ta tự do trong đời sống vũ trụ. 6. Tại sao các họa sĩ vẽ một vầng hào quang xung quanh các vị thánh và các chân sư? Vầng hào quang là do họ giác ngộ, và sự giác ngộ đó luôn luôn ngự trị khi lớp màng vô minh bị dỡ bỏ. Thậm chí bạn còn thấy thứ ánh sáng này xung quanh trẻ thơ, và chính bức xạ của thứ ánh sáng này làm bạn cảm thấy an bình và thanh thản khi ở gần trẻ thơ. Chúng là những phần tử hoàn toàn tự do của đời sống vũ trụ. Đây là ảnh hưởng mà ta cảm nhận và ánh sáng mà ta nhìn thấy xung quanh một chân sư. Ngài trở thành như trẻ thơ, Ngài tự do đối với mọi ý nghĩ của thế gian, bởi những ý nghĩ này là mờ ánh sáng. Ánh sáng là sự sống, và hệ sống trong đời sống thì ta ở trong ánh sáng. Ta là ánh sáng đó.
Kẻ nào hoàn toàn ở trong ánh sáng thì nâng mọi người vào trong thứ ánh sáng đó đến mức độ họ sẵn sàng đáp ứng lại ảnh hưởng của nó. Không có gì là siêu nhiên khi con người thấy ánh sáng tỏa ra từ một chân sư. Điều đó hoàn toàn là tự nhiên vì đó là đời sống trong điều kiện tự nhiên của nó. Bạn có tất cả tiềm năng trong bạn và bạn có thể nhận ra đời sống đúng như đời sống nơi người khác nếu bạn để cho mình thấy. Điều cản trở duy nhất là bạn không sẵn sàng buông bỏ những gì bạn đã tin là tình trạng hoặc điều kiện của bạn. Hãy buông bức màn che và bạn sẽ có ánh sáng. 7. Để tiến bộ, bạn phải xem chính mình là bậc chân sư. Bạn phải điều khiển bản thân mình như một chân sư. Không một ai có thể chỉ dạy cho bạn sự tự chủ và cũng không có ai có thể ban cho bạn quyền làm chủ vì chúng vốn là của bạn. Bạn cần phải thực hành. Bạn phải sống như chân sư sống, nghĩ như chân sư nghĩ, hành động như chân sư hành động trước khi bạn nhận biết một chân sư nếu bạn được gặp. 8. Bạn sẽ suy nghĩ như thế nào khi một chân sư gặp tình huống mà bạn phải đối mặt hàng ngày? Thử đối mặt với vấn đề bằng cách tương tự. Chân sư sẽ ứng xử như thế nào với những người sống quanh ngài? Thử nói bằng cách tương tự, thái độ của chân sư hướng về bản thân họ sẽ ra sao? Thử biểu lộ một thái độ tương tự. Bạn có thể tưởng tượng một chân sư lo âu về công việc, ngài sẽ trở nên nhỏ nhen, đáng ghét, ghen tì và giận dữ. Ngài sẽ chung bước trước khó khăn, có một kiểu mẫu cho bạn, cho ý kiến riêng của bạn rằng làm thế nào mà chân sư có thể đối mặt với đời sống với cách thức chính xác như bạn đã đối mặt. Nếu bạn phải đối đầu với cuộc sống, ý thức rằng đó là sự xác nhận về vị trí của bạn trong vũ trụ mà bạn hợp nhất. Bạn sẽ tìm thấy các mầm mống của quyền năng đang đâm chồi. 9. Bạn không cần thiết phải ngồi thiền định nhiều giờ trong hoặc trải qua những lễ nghi huyền bí và những hình thức tín ngưỡng để được giác ngộ. Các chân sư đã chuẩn bị con đường, họ đã chứng tỏ rằng khi bạn làm việc bên ngoài tâm tưởng với những suy nghĩ của nó và thể nhập vào bản thân đời sống, thì lúc đó bạn ở trong trạng thái tự chủ và tiếp tục như thế cho đến khi nó trở thành thái độ riêng của bạn. Khi bạn đối diện cuộc sống, thì bạn trở thành một chân sư, buông bỏ bản ngã. Cái bản ngã có vẻ là chính bạn và bắt đầu sống cuộc sống của bạn như bạn nghĩ là bạn nên sống. Bạn sẽ tìm thấy đó là cuộc sống thật sự của bạn. Cũng không cần thiết phải đi đâu để tìm chân sư như nhiều người nghĩ. Chân sư ở ngay bản ngã của bạn. Các chân sư không lang thang trên thế giới để tìm kiến thức và quyền năng. Họ nhìn vào bản ngã và thấy đó là thượng đế bên trong. Đó là lý do tại sao họ trở thành bậc thầy. Bao lâu bạn còn tìm kiếm bên ngoài bản ngã những gì phải được tìm thấy ở bên trong thì bạn sẽ không tìm thấy nó. Bằng cách này, bạn sẽ luôn luôn có thể nhận ra giáo lý của một bậc thầy đích thực. Những người chưa giác ngộ bảo bạn phải tìm bậc thầy ở bên ngoài bản thân, nhưng chân sư lại bảo bạn phải tìm bậc thầy trong bản thân. 11. Những gì bạn tìm kiếm luôn ở trong bản ngã của bạn, phần sâu nhất trong con người bạn. Khi nào bạn sống cuộc sống nên sống, hành động như một chân sư sẽ làm, thì khi đó bạn sẽ phát hiện ra rằng tất cả những gì bạn tìm kiếm đã có ở đó, thể hiện một cách rõ ràng. Tất cả những gì cần phải làm là hoàn toàn rời bỏ các thói quen,
và tạo nên một bản ngã mới, sống một cuộc sống nên sống. 12. Khi con người học sống theo tiếng gọi của tâm linh và của bản ngã mới mẻ, chứ không phải theo ý nghĩ quen thuộc, thì mọi thứ trong đời sống trở nên rất rõ ràng và dễ hiểu. Bạn biết những gì bạn nên làm, nơi bạn nên đi, cuộc sống trở nên đơn giản và hài hòa. Đó là cuộc sống đã được định hướng, đời sống như nó là. Đời sống mà chúng ta cuối cùng rồi cũng phải sống. Trẻ con chỉ sống trong tư tưởng khi chúng ta dạy cho chúng làm như vậy. Chúng sống một cách tự nhiên từ lúc khởi đầu, và chúng ta nên sống như vậy và đừng làm cho chúng giống chúng ta. Điều đó cũng không có nghĩa là chúng ta sẽ sống cuộc sống một cách ngu muội và không có suy nghĩ, mà có nghĩa là chúng ta sẽ sống thật sự thông minh, và các suy nghĩ của chúng ta sẽ là kết quả của sự thể hiện một cách đúng đắn bản ngã mới mẻ. 13. Để làm một sự thay đổi hoàn toàn từ những gì chúng ta có vẻ là thành những gì chúng ta thật sự là, để tham gia cuộc sống như nó là, phải có quyết tâm. Khi chúng ta kiên trì thực hiện những gì mà theo tâm linh chúng ta cảm nhận là nên làm, thì chúng ta sẽ thành tựu không chịu khó khăn. Chúng ta phải từ bỏ hy vọng và mơ ước để bắt đầu hành động về thể hiện. 13. Lá thư sau đây của bà Grace Chihan là một thành viên trong nhóm của Be Spending tại Ấn Độ. Tôi sẽ cố kể lại vài kinh nghiệm từ lần gần đây nhất viết thư cho bạn. Ông M. Ghosh, bạn của ông Spending, mời chúng tôi làm khách của ông ta trên chuyến tàu đến Dhaka, đạo viện của Swami Paramananda. Thật khó để miêu tả những khu rừng rậm mà chúng tôi đã đi qua. Tại một số nơi con sông hẹp đến nỗi hai con tàu không thể cùng qua được. Có chỗ sông lại rồng những nửa dặm. Mọi thứ rất suôn sẻ khi chúng tôi thực hiện chuyến hành trình này. Vào buổi tối của ngày thứ ba, lúc 8:15, khi mọi người đang ngủ trên giường, chúng tôi cảm nhận sự va chạm và nghe tiếng la gần đó. Thì ra chúng tôi đã đụng phải một chiếc tàu chạy bằng hơi nước. Sự hỗn loạn và sự sợ hãi ngự trị một thời gian ngắn. Rồi chúng tôi được thông báo rằng xà lan của tàu khác đã chìm vài phút trước đó. Chúng tôi bị thiệt hại nhưng không ai mất mạng, không thể đi tiếp nên chúng tôi sẽ bỏ neo ngủ qua đêm. Không có ánh sáng và con tàu bị nước tràn vào. Con trai chủ tàu bình tĩnh bước vào cảnh náo động trên bong tàu và nói: Thượng Đế đã cứu sống tất cả chúng ta. Im lặng trong một lúc, rồi tất cả chúng tôi nhận ra bài học mà chàng trai Hindu đã dành cho chúng tôi. Chúng tôi bình thản đi ngủ, tin chắc rằng mọi thứ đều tốt. Đây là một chân sư tiềm ẩn, làm cho cả tàu yên lặng nhờ niềm tin cậy đơn giản của mình. Sáng hôm sau, chúng tôi đi đến thành phố kế tiếp và đón xe lửa trở lại Calcutta. Chúng tôi đã gặp một vài người Hindu rất tuyệt vời. Ông Sarkat tặng ông Spending cuốn sách, và có lẽ tôi nên trích dẫn một đoạn hấp dẫn. Chân lý viên mãn và cuộc sống trong sự biểu hiện đẹp nhất sẽ không thể được thưởng thức trừ phi tất cả sức mạnh tự nhiên cũng như tâm trí được điều khiển và áp dụng để phát triển ngày càng vi diệu hơn.
Chúng tôi đã trải qua khá nhiều thời gian với anh ta nhiều giờ và nhờ đó cảm thụ được nhiều trải nghiệm phong phú. Chúng tôi rời Calcutta vào ngày thứ hai và đến đạo viện của Swami Omkar, một địa điểm an tịnh tuyệt vời ở một vùng quê cách tuyến xe lửa 30 dặm. Sau 2 ngày nghỉ ngơi, chúng tôi được tham vấn Swami. Khi ngồi lắng nghe Ngài nói với giọng điệu trầm tĩnh, tôi thấy ánh sáng chiếu rực rỡ xung quanh Ngài. Tôi bị choáng ngợp trong một lúc và e rằng ánh sáng sẽ biến mất, nhưng nó vẫn còn đó. Đó là kinh nghiệm thực tế đầu tiên của tôi và đó cũng là kinh nghiệm tôi nhớ. Vào đêm cuối cùng, một lần nữa tôi được đặc ân ở cạnh Swami 2 giờ. Ngài giải thích một cách chi tiết ý nghĩa của chân sư hay sự tự chủ. Chân sư trở thành chân sư của chính họ trước tiên, tự chủ đối lập với sự giận dữ, ghen tị, tham lam, ích kỷ, sở hữu và 1.000 những thói xấu khác mà chúng ta đã vướng vào. Chúng tôi đã đi hàng ngàn dặm để gặp một chân sư, người đã hoàn thành những gì mà chúng tôi có thể và phải làm trong căn nhà và môi trường riêng của mình. Swami đưa ra một hướng dẫn làm cơ sở cho việc tu tập. Thực hành sự tự chủ, thực hành hướng tình yêu thương đến vạn vật, thực hành thường xuyên hàng giờ hàng ngày, chúng ta sẽ sớm nhìn thấy kết quả và sẵn sàng cho một bài học khác. Những người này biết giá trị của quy luật chế ngự bản thân và vì vậy họ tách biệt với những người không học được cách im lặng. Làm thế nào chúng ta có thể tiếp xúc với họ với cả tâm trạng hỗn loạn của chúng ta? Những điều này tôi đã học tại Ấn Độ. Tôi tưởng trước đây tôi đã biết, nhưng khi đến trước một thánh nhân, bạn sẽ sớm nhận ra nó chỉ có tính cách lý thuyết. Nó đòi hỏi phải thực hành và sự khát khao chân thành của linh hồn để làm chủ bản thân và thực sự trở thành những gì mà họ muốn trở thành. Có một cậu bé Hindu tuyệt vời 12 tuổi ở đây. Cậu là một đạo sư trong giai đoạn hình thành. Cậu đoán trước mọi ý muốn, ước muốn của chúng ta trước khi chúng ta có thể bày tỏ nó. Con mắt là cửa sổ của tâm hồn, do đó phải nhìn thấy ánh sáng rực rỡ trong nụ cười của cậu, đứng im lặng trước bàn để phục vụ bàn. Cậu đứng ở cửa nhà tôi tối qua và dường như miễn cưỡng phải rời khỏi. Vẫn chưa quen với tập quán của người Hindu, tôi đợi cậu bày tỏ ước muốn của mình. Và khi cậu tiến lên với nụ cười tuyệt vời, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói: "Tôi cũng yêu bạn." Hồi quay đi và biến mất như một tia chớp. Trong suốt giờ tọa thiền, cậu ngồi yên lặng bất động, trong khi số người lớn tuổi hơn đi ngủ. Chúng tôi sống một tuần lễ hạnh phúc với Swami, rồi đi theo con đường đi về phía nam, để đến Madras. Ông Spending dẫn đầu đến Tiruvannamalai và gặp Paul Brunton, tác giả quyển Tìm kiếm điều huyền bí Ấn Độ. Ông Spending gọi điện cho chúng tôi và sau một đêm chúng tôi gặp ông Spending và ông Brunton. Chúng tôi được dẫn đến đạo viện của một trong những vị đại Sri Ramana Maharishi. Rất nhiều người ngồi xếp bằng trên sàn nhà. Ông không bao giờ nói trừ phi được hỏi. Và trước khi câu trả lời được đưa ra, ông giữ sự im lặng cho đến khi câu trả lời xuất phát từ bên trong. Chỉ nói cuộc tiếp xúc này thôi cũng xứng đáng cho cả cuộc hành trình.
Từ Tiruvannamalai, chúng tôi đi đến Pondicherry. Một vị nhân đang sống ở đây và chỉ xuất hiện trước công chúng mỗi năm 3 lần. Lần kế tiếp sẽ là ngày 24 tháng 2. Đạo viện này rất lâu đời, nhiều đệ tử sống ở đó. Vẻ mặt của họ thể hiện cuộc sống mà họ đang sống và hoàn toàn không có sự nghi ngờ gì về điều này. Từ đây chúng tôi nghe nói một mela hay một cuộc hành hương sẽ diễn ra tại Allahabad vào ngày 13 tháng Giêng. Chúng tôi đi đến Calcutta và rồi đến Allahabad. Không bao giờ tôi quên cảnh tượng mà tôi nhìn thấy tại cuộc hành hương này. Những người hành hương khắp Ấn Độ đến đây để tắm trong dòng sông Hằng, sự hợp lưu của hai dòng sông sông Hằng và sông Trumna xảy ra tại đây, nước lạnh buốt. Thế mà họ vẫn lao xuống đó. Họ đã đi từ rất xa trong gian khổ để tham dự nghi lễ tôn giáo. Cả triệu người chỉ có cùng một ý nghĩ, ấy là đắm mình trong dòng sông Hằng vào ngày lễ đặc biệt này. Một số khỏa thân gần như hoang dã, một số cưỡi voi, một số khác đi xe ngựa, tất cả đều hướng đến dòng sông Hằng. Tôi thật sự ấn tượng bởi tinh thần sùng đạo không thể nghi ngờ. Cái gì đã thu hút hàng triệu người đến sông Hằng? Tôi không sao hiểu nổi và câu hỏi cứ trở lại trong đầu. Tôi đang tìm kiếm điều gì tại nơi đây? Sau khi tôi trở về khách sạn, làm thế nào bạn có thể hợp nhất với tất cả nhân loại? Nếu bạn chỉ thấy được cái bên ngoài, nếu bạn nghĩ họ là những người mắc bệnh thải nhân cách, bạn không quan sát tình yêu đang đập rộn trong trái tim người mẹ. Khi cô ta vuột ve được con, thì bé nhỏ, bẩn thỉu, bệnh tật, đắm mình trong nghèo khổ, vô gia cư, đói khát, đi bộ hàng trăm dặm trong điều kiện gian khổ khủng khiếp, chỉ để được tắm trong dòng sông, trong dòng nước của sông Hằng. Cái gì nếu không phải là tia sáng thiêng liêng có thể thúc đẩy họ đặt mình dưới chân Thượng Đế? Chúng tôi tôn thờ Thượng Đế một cách xa hoa, còn họ thì không có gì cả. Chân của họ mệt mỏi và sưng tấy. Năng lượng của họ là tất cả những gì họ có, và họ dùng nó để mỗi năm hoặc 6, 12, 24 năm một lần tụ họp lại cùng tôn thờ Thượng Đế theo cách của họ. Hãy nghĩ về cả triệu người quy tụ trong một vùng đất nhỏ hẹp, an bình, vui vẻ, ca hát, sung sướng, không có dấu hiệu của sự hỗn loạn hay trở ngại. Mỗi người tôn trọng quyền được tôn thờ Thượng Đế theo ý thức của người anh em của mình. Đối với tôi, sự hòa hợp thật sự được thể hiện ở đây giữa những điều kiện không sao hiểu được, những điều kiện mà chúng ta không bao giờ nghĩ rằng chúng sẽ tồn tại. Vậy mà từ trái tim những người hành hương này, tình yêu được thể hiện và ánh mắt biểu lộ một niềm tôn kính sâu xa. Tất cả đều tôn thờ Thượng Đế, dẫu nói những ngôn ngữ khác nhau, một nụ cười sẽ tạo ra một nụ cười. Thật ra họ rất kinh ngạc khi thấy chúng tôi cười gượng hay chào họ theo cách riêng của chúng tôi. Tôi tự hỏi liệu chúng tôi sẽ mỉm cười trong một môi trường tương tự, liệu chúng tôi có thể bò bằng tay và đầu gối đến sông Hằng, tôn thờ Thượng Đế trong từng hơi thở và giữ cho linh hồn và thể xác hợp nhất. Chúng tôi có thể làm như thế không? Chúng tôi thấy những tu sĩ với mái tóc bù rối, cơ thể bao phủ bằng tro, hoàn toàn khỏa thân ngoài trừ một sợi dây, và tôi đưa ra câu hỏi: tại sao người ta lại đối xử với thân xác họ như vậy?
Câu trả lời là họ đã từ bỏ niềm kiêu hãnh về bản ngã nhỏ nhoi của mình và không còn bận tâm đến thế gian nữa. Sau tất cả những gì được thực hiện, họ sẽ hành động và suy nghĩ theo những chứng nghiệm tâm linh. Chúng tôi tự hào về cơ thể mình, trong khi họ đi đến một thái cực khác là sống cả đời trong hang động để chiêm nghiệm về Thượng Đế. Trước tiên, họ phải nhận ra những thuộc tính này trong bản thân họ trước khi họ đi vào đời sống và truyền đạt những chứng nghiệm tâm linh cho người khác. Chúng tôi có nhiều học thuyết, tín ngưỡng và giáo lý phần lớn mang tính lý thuyết. Hàng ngày, người hành hương đã đến từ khắp Ấn Độ để dự lễ hội lớn này và họ đã thật sự đang sống cuộc sống của Thượng Đế. Vì họ đã hiểu nó, dĩ nhiên có nhiều kẻ ăn xin chuyên nghiệp mà chẳng bao lâu ta cũng phát hiện ra được. Trực giác là hướng dẫn tốt nhất. Một ngày quan trọng khác đang ở phía trước. Vào thứ Sáu, ngày 24, lễ hội Mela năm thứ Sáu diễn ra. Vì vậy chúng tôi sẽ lưu lại để dự. Tôi sẽ tiếp tục viết thư sau sự kiện đó. Ông Spending đã dẫn hai người trong đoàn chúng tôi đến sông Hằng. Tôi ở lại nhà để gửi lá thư đến bạn. Grace Chihan. Dành cho các hành giả. Lá thư của Chihan minh họa hoàn hảo cho phần này. Một, lời minh họa về đứa trẻ được đưa ra không phải vì chúng ta trở nên yếu đuối trong suy nghĩ hay thiếu hụt trí thông minh. Nó có nghĩa là chúng ta sống một cuộc sống như thể tách rời khỏi bản chất thật sự của chúng ta. Đó là lý do tại sao thật khó cho trẻ em hiểu được người lớn. Đầu óc chúng không bị lấp đầy bởi những ý nghĩ và chúng chỉ sống những gì chúng cảm thấy ở bên trong. Khi cảm nhận bên trong này bị mờ đục bởi những ý nghĩ thì chúng trở nên đần độn và thiếu thông minh như những người lớn tuổi hơn. Suy nghĩ không phải là nhân tố chủ yếu để sống, mà chỉ là kết quả của cuộc sống. Mỗi bước tiến của con người đều do sự xác tín bên trong và tư duy được phát triển để mô tả những thành quả đạt được. 2. Con người không thật sự bị giới hạn điều gì cả, vì anh ta là bản sao của vô tận. Anh ta chỉ cho phép mình bị giới hạn bởi suy nghĩ của mình. Hãy sống cuộc sống như nó được trải ra từ bên trong. Bạn sẽ tìm thấy đời sống như chính đời sống và cả chìa khóa để tự chủ. Suy nghĩ, lời nói, hành động là lối ra hoặc là phương tiện mà thông qua nó cuộc sống được thể hiện, không phải là tiêu chuẩn mà đời sống phải khuôn theo. 3. Mục đích của vũ trụ là duy trì và hoàn thành đời sống. Nó chỉ giúp những gì hài hòa trong cuộc sống con người. Nó phá hủy những gì đi ngược lại cuộc sống. Người ta nói rằng tội ác mang mầm mống từ hủy, nhưng mầm mống của sự phá hủy trong tội ác thì tốt lành. Và khi điều tốt đó thể hiện thì nó phá hủy tội ác, chỉ để lại điều tốt. Và cuộc sống là điều tốt luôn luôn được thể hiện và luôn tự hoàn thiện. 4. Thật không thông minh khi khiển trách bản thân bạn hay người khác. Sự thông tuệ thật sự là bảo vệ bản thân bạn và những người khác khỏi bất cứ điều gì làm thấp kém con người. Khi chúng ta kiên quyết bảo vệ bản chất cao quý của chúng ta và của người khác, thì thế gian sẽ đầy rẫy chân sư. 5. Hãy nhìn chính mình trong gương. Có hào quang nào trên khuôn mặt bạn khi bạn buồn không?
Khi bạn rạng rỡ niềm vui, có ánh sáng ở đó không? Hãy tưởng tượng thử ánh sáng phát ra từ bạn. Nếu cuộc sống, nếu bạn sống lối sống mà bạn lý tưởng hóa, lối sống mà bạn có thể sống và nên sống. 6. Nếu bạn muốn biết Thượng Đế, hãy hành động như thể bạn là Thượng Đế. Nếu bạn muốn biết thế nào là cuộc sống của một chân sư, thì hãy tự mình sống cuộc sống đó. Chỉ bằng cách này, chúng ta có thể biết sự thật. Không ai biết những gì của Thượng Đế ngoài những gì mà Thượng Đế ở trong anh ta biểu lộ. 7. Sự khác biệt rõ rệt giữa lời dạy của người giác ngộ và người chưa giác ngộ là người giác ngộ bảo bạn phải vào bên trong bản ngã của bạn để tìm trí tuệ. Những người còn lại dạy người khác tìm kiếm ngoài bản thân họ. Bạn không thể tìm thấy gì bên ngoài bản thân. Bạn không thể tìm thấy gì bên ngoài bản thân bạn. Những gì bạn không thể tìm thấy trong mình, thế giới trả lại cho bạn những gì bạn cho thế giới. 8. Ta nên tìm hiểu sự khác nhau giữa trạng thái của tâm trí và trạng thái của linh hồn. Tâm trí lang thang tìm kiếm và thay đổi. Linh hồn biết bản thân nó là bất tử, là bậc chân sư và nó không bao giờ thay đổi hoạt động của mình. Khát vọng sâu sắc nhất của bạn, đồng thời với cách thức và bất cứ bậc chân sư nào cũng sẽ hành xử. 9. Sự tận tùy hoàn toàn đối với một lý tưởng là bí quyết để đạt được nó. Không phải chỉ mong ước hay hy vọng khiến mọi sự trở thành đúng, mà phải kiên trì hướng về mục đích hoàn hảo. 11. Trên chuyến đi này, chúng tôi đã cố gắng truyền đạt lại giáo lý và pháp hành thực sự của các chân sư hơn là thuật lại những hiện tượng ly kỳ mà họ thi thố. Chuyến hành trình đã cung cấp nhiều kiến thức thực tiễn và mục đích của chúng tôi vào lúc này đây là duyệt lại các điểm chính khiến cho chúng có thể nổi bật lên trong tâm trí mọi người. Mọi người đều có khả năng làm chân sư, nhưng trạng thái này không thể đạt được chỉ do đọc sách, nghiên cứu, mà là nhờ thực sự sống cuộc sống mà các chân sư đã sống. Cuộc sống của con người thông thường bị ám thị, tức là đa số chúng ta không sống một cuộc sống thực sự như nó được dự định. Không có được một người trong số hàng triệu người cảm nhận được sự tự do để sống những gì anh ta cảm thấy nên sống. Anh ta chịu ảnh hưởng của thế giới hơn là nhận thức của chính mình. Trong khía cạnh này và với mức độ này, anh ta đang sống trong sự thôi miên. Anh ta sống trong ảo giác rằng mình chỉ là một cá nhân sống trong một thế giới thuần vật chất và chỉ hy vọng thoát ra khỏi nó khi chết và khi lên nơi gọi là thiên đàng. Đây không phải là điều được dự định trong kế hoạch và mục đích của cuộc sống. Việc tuân theo bản chất bên trong của con người, sự biểu hiện của cuộc sống mà anh ta cảm nhận rằng nó cần được bộc lộ, chính là nền tảng của cuộc sống mà các chân sư tiết lộ như là phương thức sống duy nhất, đích thực. Giờ đây, chúng ta thấu hiểu sự khác biệt giữa các giáo lý và tu tập thực tiễn của các chân sư và các lời dạy chỉ làm tăng tình trạng thôi miên của trí não. Thêm nhiều hình ảnh giả dối được in lên tâm trí nhạy cảm của con người đến mức họ bị ném vào trạng thái thôi miên trầm trọng hơn. Các chân sư nói, những thứ dường như ở bên ngoài thì không hề tồn tại. Bằng cách đó,
Họ muốn nói rằng thực tại cuộc sống không phải là những thứ có vẻ bề ngoài như thế. Thực tại của cuộc sống chính là thứ di chuyển ra khỏi chính con người. Họ tìm kiếm mọi cách để làm sáng tỏ tâm trí đầy ắp những dấu ấn lầm lạc và thiền định rất lâu để có thể thấy rõ cái xu hướng sâu thẳm nhất của bản thể. Sau đó, nỗ lực tiếp theo của họ là sống bằng tư tưởng, lời nói và thực hiện các hành động mà họ đã nhận thức được trong chính mình. Sự tinh thông đích thực là sống theo sự chỉ dẫn của người thầy bên trong. Bản ngã đã mở rộng và không kiếm tìm các quan điểm của thế giới bên ngoài. Tập hợp những tư tưởng từ các bậc thầy và sách vở, ghi dấu chúng vào ý thức của con người là nhằm dựng nên một xác định sai lầm có tính chất ám thị, đóng khuôn nhận thức của con người theo những tư tưởng phát triển bởi trí óc của người khác, là áp đặt một tình trạng giả dối. Việc điều khiển cơ thể hay tập trung tư tưởng bên trong cơ thể nhằm đánh thức các trung tâm hay chức năng của chúng chỉ đẩy người đó ra xa hơn sự xác định thực sự cuộc sống, sự hướng dẫn nhận được từ bên ngoài cần phải được tiêu hóa, phân tích, kiểm tra bằng những sự kiện sâu sắc nhất của bản chất nội tại của con người nhằm quyết định xem liệu nó có đúng với chân lý không. Có người tốt nhất nên tham khảo trước bản chất nội tại của mình và từ đó thu được tri thức bên ngoài. Hãy chú ý đến sự khác biệt khi hành động theo chỉ dẫn của một ai đó và khi tuân theo những gì cảm nhận theo bản chất của chính mình. Chính điều này sẽ dạy chúng ta biết rằng đường đi của cuộc sống là từ trong ra ngoài. Các lực sống thì yên lặng, và đó là lý do chính giải thích bản chất im lặng của các chân sư. Đó là cách họ giữ mình hài hòa với chính sự sống. Chỉ khi ta lên tiếng theo những gì cảm nhận bên trong, thì ta mới từ đưa mình vào trong sự hài hòa hoàn hảo với sự xác định đích thực của cuộc sống. Bạn không nhận ra rằng khi bạn nói điều bạn cảm thấy đúng, cũng như khi bạn làm những gì bạn thấy đúng, thì bạn tự do sao? Ngoài ra, khi bạn nói điều không hợp với những cảm nhận đúng đắn trong thâm tâm, bạn cảm thấy bạn đã giới hạn hoặc trói buộc chính mình. Khi bạn nói hay hành động theo cách không hòa hợp với mình, bạn tạo ra sự chống đối. Và sự khẳng định đó là ảnh hưởng của ám thị. Nó ngăn cản chúng ta thể hiện chính con người thật của mình. Vượt qua là một phạm trù học hỏi để bỏ lại mọi trạng thái bề ngoài của tâm trí, cơ thể và khởi đầu cuộc sống một lần nữa tại khởi nguồn của chính nó. Hãy bắt đầu với ý nghĩ bạn là bản ngã đích thực mà tận bên trong bạn muốn là và dâng hiến chính mình cho việc sống bản ngã đó tròn vẹn đến nỗi mọi thứ khác đều bị lãng quên. Một khi bạn đã tìm bản ngã đích thực và trở thành bản ngã đó, bạn là một chân sư. Nhiều hoạt động như thế cùng nhau trong yên lặng sẽ tỏa ra một ảnh hưởng lên thế gian mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì. Tính hữu hiệu của đời người không phụ thuộc nhiều vào điều bạn làm, mà phụ thuộc vào cách làm thế nào bạn thực hiện nó, và cách bạn làm điều đó như thế nào được quyết định bởi mức độ bạn khám phá chính mình. Chỉ nói ra lời lẽ và tin tưởng vào sức mạnh của chúng hay hiệu ứng lan tỏa của lời nói thì không bao giờ giúp con người trở thành chân sư. Lời lẽ chỉ chứa mức độ của sức mạnh bị hạn chế
do ý thức của người sử dụng chúng. Sức mạnh là độ sâu nhận thức hay phạm vi nhận thức làm nền tảng cho chúng. Không phải lời nói tạo ra nhận thức, cũng như không phải lời nói cứu chữa được cơ thể hay thay đổi các sự việc. Chính là giác ngộ được thức tỉnh, tạo ra lời nói và thúc đẩy hành động bên ngoài. Và lời nói hay hành động chỉ mạnh mẽ tương ứng với mức độ thức tỉnh bên trong. Kết quả của việc nói hay hành động từ những động cơ bên ngoài không chỉ tạo ra trạng thái thôi miên tâm trí, mà còn làm phát sinh cái ý nghĩ rằng có hai tâm trí đối nghịch nhau và được tiếp tục, dường như phân chia tâm trí thành nhiều hành động tách biệt. Tâm trí là một toàn thể và hoạt động như một toàn thể, và điều có vẻ nhị nguyên chỉ là một cặp phạm trù. Phát triển từ những ấn tượng bên ngoài, tâm trí hoàn toàn thống nhất và hòa hợp sẽ chối từ hay loại bỏ bất cứ ý nghĩ hay sức đẩy không xuất hiện từ bản chất sâu thẳm của con người. Điều này cho phép con người hoàn toàn tự do để suy nghĩ và hành động như anh ta nên làm trong mối tương quan hòa hợp hoàn hảo với vũ trụ. Đây chính là cốt lõi của việc tự chủ. Nói và sống trong sự hợp nhất này mà không có một ý niệm nào về phân chia chính là món quà lớn nhất của con người. Nói cách khác, con người được khởi đầu cho việc tồn tại trong tình thống nhất hoàn hảo với cội nguồn của mình. Tinh thần là căn nguyên, và khi con người quay trở về căn nguyên, cội nguồn của mình, anh ta trở nên toàn vẹn và tráng kiện. Anh ta không chỉ khỏe mạnh trong trí óc mà cả trong thân thể, và sự việc trở nên hợp lý vì toàn bộ sự tồn tại của anh ta đã hợp nhất vào cả toàn thể vĩ đại kia vốn là bản chất của vạn vật. Cuộc sống thống nhất chính là cuộc sống của các chân sư, và bất cứ ai cũng có thể sống cuộc sống đó nếu buông bỏ mối liên kết của mình với những thiết chế bên ngoài, đồng thời chấp nhận mối liên kết của mình với vũ trụ. Con người không thể thực sự tách biệt ra khỏi toàn thể, vì anh ta được tạo ra bên trong nó, là một phần của nó. Tình yêu là yếu tố hợp nhất vĩ đại trong nhận thức của con người, và giữ mình luôn trong thái độ yêu thương tiến tới tình hợp nhất. Khi con người mở rộng yêu thương, sớm hay muộn gì, anh ta cũng sẽ nhận thấy chính mình đang tồn tại trong một thái độ yêu thương hướng tới mọi người. Và trong thái độ này, anh ta không chỉ nâng chính mình mà tất cả những người xung quanh lên đến tình hợp nhất. Không có một sự chia cắt nào trong ý niệm về tình yêu được thức tỉnh. Con người không thể đạt được tình trạng chân sư hay giác ngộ bằng cách đi đến Ấn Độ và ngồi dưới chân một chân sư. Con người chỉ đạt được sự tự chủ bằng cách lắng nghe những điều sâu kín trong bản ngã mở rộng của mình và tuân theo những gì mình học được. Không cần một sự trợ giúp có sẵn nào cả nếu tiến triển từ sự kiện này. Mọi quyền năng của vũ trụ đều hầu thuận cho các động cơ lẫn lao trong bản chất nội tại của con người, giống như mầm của sự sống bên trong hạt giống, được tất cả các lực lượng của tự nhiên đưa nó đến chỗ biểu hiện tròn vẹn các tiềm năng của nó. Đây chính là cách thức của các chân sư và lời chỉ dạy của họ. Khi con người quay về với động cơ đích thực của cuộc sống, tất cả những gì tồn tại trong vũ trụ bắt đầu tác động lên anh ta.
để biểu hiện chính nó thông qua anh ta. Không chỉ con người cần sự thông tuệ để hướng dẫn mình và sức mạnh để thực hiện điều cần phải làm, mà vật chất cũng phải nuôi dưỡng và ủng hộ anh ta thực hiện. Không có một thiếu sót nào cả, ngoài trừ trong phạm vi của những ý niệm bị thôi miên và làm cho tâm trí bị ám chướng không nhìn thấy. Trở về với tình thống nhất nguyên thủy của mình, nơi anh ta tỉnh táo nhận được những gì vũ trụ đang trút lên anh. Không thể có sự thiếu thốn trong bất kỳ giai đoạn nào, trong sự tồn tại cũng như trong công việc của anh ta. Đây là con đường đến sự tự chủ, cuộc đời của các chân sư và cuộc sống đích thực duy nhất vốn có. Chỉ có thể tìm thấy điều này tại chính bản chất bên trong của bạn. Các chân sư dạy rằng, chỉ có thể tìm thấy sự giải thoát ở đây, chứ không ở một nơi nào khác. Thượng Đế lên tiếng trong con người Chúa Jesus, nói điều tương tự khi Ngài dạy: không người nào đến với Đức Chúa Cha mà không qua ta. Thượng Đế cũng nói với bạn thông điệp tương tự: mối liên hệ duy nhất giữa bạn với một chân sư chính là thông qua sự làm chủ bản thân.